Thưa thầy Diêm Tinh Gia Huyền Linh Tử, tiếp theo ở bên Đảng Cộng Hòa thì có một cái ứng cử viên cũng rất được chú ý, đó là Thượng nghị sĩ Ted Cruz. Xin thầy xem thử tử vi của ông này trong cái cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2016 coi như thế nào. Ông Ted Cruz sinh ngày 22 tháng 12 năm 1970 vào lúc 1 giờ khuya. Ông là tuổi Canh Tuất, mệnh lập mệnh ở tại cung Hợi, tức là cái người mệnh kim lập mệnh ở tại cung Hợi Thủy, tức là kim sanh thủy, là con người phải ra công ra sức cho mình, cho xã hội, hay là cũng có khả năng làm những cái việc lợi ích cho đất nước. Ở đây thiên phủ lập mệnh ở đây á, tức là cho thấy đối phương á, là có một cái yếu đuối hơn mình, tức là trường đời, ra trường đời mình có thể thắng được đối phương, bởi vì mệnh ở tại Hợi mệnh Mùi Mộc mà khắc ở tỵ Dậu Sửu Kim. Tỵ Dậu Sửu thuộc kim, Hợi Mão Mùi, tức là mình đối thủ có đôi khi là thắng ở cái bước đầu của mình rồi. Thành thử ra cho thấy rằng con người của ông đó được cái thân ở Phúc Đức, mà được cái Tam Hóa Liên Châu, quyền ở giữa ở Phúc Đức, thì cho thấy rằng bị phá toái, nó làm hỏng cái quyền này. Thành thử ra cuộc đời của ông nó có nhiều cái trắc trở, bởi vì đơn đời á, thiên tướng mà tướng quân mà ngộ hình, hình thao tan hổ, đương nhiên cái cuộc đời nó không có thể là có một cái con đường dài mình đi bằng phẳng được, mà mới phải trải qua những cái dốc núi treo leo rồi gập ghềnh hiểm trở, mình phải giữ một cái thế thăng bằng. Năm nay ông được thiên thời địa lợi, năm nay ông ra ứng cử, ông gặp được thiên thời địa lợi, tức là ông đắc thái tế, tức là năm nay ông trở về một cái phần đất chủ quyền, ông có những cái quyền quyết định cho cái vận mệnh của mình đi về đâu, đó cho thấy đó là cũng một điều tốt. Nhưng mà cái Tam Hóa Liên Châu này là chiếc áo cẩm bào ở vào ban đêm, tức là ông có thể làm việc ban đêm, tức là ông có tài đi nữa người ta cũng không thấy cái tài của ông, mà cái áo đẹp nhưng mà ban đêm người ta không thấy. Cái năm nay là cái cung hạn ông ở tại Dần, tức là quả Dần, Dần ở tức quả, quả đương nhiên là cho thấy rằng nó khắc Hợi Mão Mùi Mộc, đương nhiên là cái mặc dầu cái năm được thiên thời địa lợi nhưng mà khôi diệt quả linh thiên mã đều bị triệt. Thành thử ra ông năm nay á, là cũng một cái năm chạy tới Tòa Bạch Ốc cũng rất là đuối sức, mong ông sẽ được thánh nhân phò hộ, ông bà phước đức của ông sẽ tạo cho ông một cái con đường thẳng đi tới Tòa Bạch Ốc. Xin cảm ơn thầy Huyền Linh Tử vô cùng. Và nhân đây thì xin hỏi thầy một cái câu là về cái năm Bính Thân, thì nhìn chung chung thì là cái năm này nó sẽ hợp với những cái tuổi nào và khác những cái tuổi nào thầy? Theo tôi thấy cái năm này á, thì những cái tuổi Dần, Ngọ, Tuất thì đương nhiên là có cơ hội, bởi vì ba cái người này họ sẽ vào cái con đường thái tế, tức là có cái đường thẳng đi vào con đường, nghĩa là cái sự nghiệp của mình. Còn những cái tuổi khác thì chỉ là những cái tuổi mà có thể là lợi ích gì vấn đề tiền bạc, hoặc là khó khăn gì trong cái vấn đề công danh sự nghiệp. Nhưng mà tôi thấy những cái người mà có danh sách ứng cử đây thì có một cái mộng vì vấn đề quyền lực mà thôi, vì chưa thấy có cái người nào có một cái tâm trí vì nước hay vì lợi ích cho quốc gia cả. Xin cảm ơn thầy. Chắc là chờ hôm nào có hạt nhân ra tranh cử. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cái buổi phỏng vấn của Vietpress USA đối với Diêm Tinh Gia Huyền Linh Tử tại San Jose. Quý vị nào có những cái thắc mắc gì về tử vi, quý vị có thể gọi điện thoại 408 288 6738, 288 6738. Thầy sẽ trả lời cho quý vị. Xin chào quý vị, chào thầy.